Một trong các lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine ngày 9 tháng 3 cho biết, tầm quan trọng của việc Ukraine kiểm soát thành phố Bakhmut ở phía đông đang liên tục gia tăng bởi sự kháng cự kéo dài này cho phép Kiev làm suy yếu khả năng tấn công của Moscow. Tầm quan trọng của việc kiểm soát Bakhmut đang gia tăng. Mỗi ngày, nỗ lực phòng thủ thành phố cho phép chúng tôi có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng dự bị và các cuộc tấn công trong tương lai, Thượng tướng Oleksandr Serkis, tư lệnh bộ binh Ukraine cho hay. Trong cuộc giao tranh giành pháo đài này, đối phương đã tổn thất phần nào các binh lính được đào tạo tốt nhất và sẵn sàng chiến đấu nhất, đó là các đơn vị tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Sersky nói. Theo tư lệnh bộ binh Ukraine, người đứng đầu Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cho biết, nếu lực lượng này kiểm soát được Bakhmut, Nga có thể tiến hành cuộc tấn công trên quy mô lớn, sử dụng các đơn vị trên mặt đất và trên không. Điều này một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của Bakhmut trong hệ thống phòng thủ nói chung của chúng tôi. Cuộc giao tranh giành Bakhmut vẫn tiếp tục. Tôi tự hào về lòng dũng cảm và sự anh hùng của các binh lính của chúng tôi, những người đang cản bước đối phương bằng sự kiên cường.